Chấp 10, đó sức mạnh sao? Hỏi phải vợ không nghe lời mà thôi. Chả mẹ thì thế nào? Đại ca ca, hình như hình lập tức giận rồi, tức giận rồi. Đừng có tức giận mà. Cả người cũng rất là nhanh đi gặp bọn họ rồi. Kiều Dung, chúng ta đến giúp anh. Liệt Hỏa, Long Thường, đừng có mơ làm phiền tộc trưởng. Đối thủ của các ngươi là ta. NPC phổ thông, cuồng mãn, trạng thái trùng vợ, đẳng cấp level 20. Điểm sinh mệnh 500 trên 500, sức mạnh 55, phòng ngự 30, nhanh nhẹn 30, kỹ năng trùng vợ, thao khống độc trùng. Đám cái ghét lũ trùng này quá nhiều rồi, nó tiếp tục quấn lấy chỉ có con đường chết. Nếu như tấn thân nhanh nhẹn phòng ngự đến 166 điểm giống sức mạnh, khốn cảnh trước mắt có thể được phá. Lẽ nào bây giờ còn chủ động dùng kỹ năng dũng giả chi tâm sao? Không ổn, dù sao á, có hiện giả hộ tí có thể hồi sinh một lần, liều thôi. Bắt giặc phải bắt vua trước chứ còn giết chết Tung Đông. Nhưng những độc giả trùng này sẽ không đánh tự phá. Đại ca ca, ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Muốn tự mình đi làm thức ăn cho đám sâu sao? Kẻ không biết quý trọng người khác mà bị côn trùng ăn thịt chẳng phải là điều tốt sao? NPC hiếm có Tuần Đồng, trùng phở trạng thái đẳng cấp level 10, điểm sinh mệnh 1000 trên 1000, sức mạnh 30, phòng ngự 30, nhanh nhẹn 50, kỹ năng trùng phở, thao khống độc trùng, hóa hình. Vì sao Tuần Đồng được đánh giá là đẳng cấp hiếm có nhưng cái thuộc tính đều không bằng cự huyết? Điều này không hợp lý. Tuần Đồng này có gì đó không ổn. Đại ca ca, hình đánh vào bụng người ta đến bóp rồi, khiến bụng người ta hỏng rồi làm sao giờ? Nhanh nhẹn còn 80. Chết. Mấy kiếp. Nhanh nhẹn vậy mà còn có thể tăng lên trong nháy mắt. Căn bản phản ứng không kịp. HP 9 trên 80. Yên tâm. Đợi hình chết rồi ta sẽ lột da hình xuống hồn chỉnh làm kỷ niệm. Giờ của hình nó nhất định sẽ rất dễ nhìn. Yuka, đã nói rồi, đối thủ của các người là ta. Vậy mà còn dám phân tâm. NPC phổ thông, cuồng mãn, điểm sinh mệnh 312 trên 500, xã thổ thú phượng, tên béo, cái hình như vẫn chưa rõ. Chiêu thức của ngươi vô dụng với ta. Công kích của các ngươi đối với ta mà nói cũng là gãi ngứa. Chuyện gì vậy? Vì sao đó các triệu hốn lần này lại là màu đỏ? Địa bảo thuật trừ 312. Đi địa ngục hỏi đi. Dư hướng địch, trạng thái thiêu đốt mỡ, tinh thần 296. Sói cả, anh là ai? Dù cả tôi đến giúp anh. Dương Hướng Định, sao cậu biến thành thế này? Tôi cũng không biết chuyện gì. Vừa rồi tôi gấp gáp mở toàn thân liền đốt cháy không còn. Sau đó thuộc tính tinh thần của tôi bây giờ sắp gần 300 điểm. Thuộc tính tinh thần và y lực giải phóng kỹ năng đối lại với nhau. 300 điểm. Đây gần như là đuổi kịp một vài cường độ thuộc tính tinh thần của Pháp Sư Trung Giai rồi. 300 điểm. Đây gần như là đuổi kịp một vài cường độ thuộc tính tinh thần của Pháp Sư Trung Giai rồi. Dương Hướng Định, mau lên, nhân lúc này dùng địa bảo thuật cùng giải quyết ta và Tuân Đông. Ngươi muốn làm gì? Mau buông tay. Yuka, hãy đang nói cái gì? Như vậy anh cũng sẽ chết. Đừng có phí lời nữa, tin ta, mau ra tay. Yuka, địa bảo thuật,
Mau buông ta ra. Ta không chết cùng ngươi đâu. Không kịp nữa rồi. Du ca, bà học Kiều Du. Phát hiện thấy sát thương chí mạng xuất phát đạo cụ Hiền giả hộ tí cấp S đã miễn dịch tổn thương lần này. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du có dụng khí liều chết tìm sống khiến thưởng kỹ năng bị động cấp A. Đại lực khơ ước. Đại lực khơ ước đẳng cấp cấp A. Hiệu quả. Cứ mỗi 50 điểm sinh mạnh tăng thêm sẽ tăng thuộc tính thiên sức mạnh của người chơi thêm 1 điểm. Cứ mỗi 1 điểm thuộc tính sức mạnh sẽ tăng thêm 10 điểm sinh mệnh của người chơi. Hiệu ứng này sẽ không tự luân chuyển và cộng dồn. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Có vẻ hệ thống rất không muốn mình chết. Sức mạnh 166 điểm. Vậy thì chính là tăng thêm 1660 điểm sinh mệnh. Tên Kiều Du, chức nghiệp vong linh, pháp sư, cảnh giới học đồ, level 8. Sức mạnh 167, quái lực loạn thần X2, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9, tinh thần không, điểm pháp lực 300/300. Điểm sinh mệnh 1740/1740 cộng 1660. Điểm kinh nghiệm 10/80. Bây giờ có còn 1800 điểm sinh mệnh, sau này có lẽ không cần lo lắng không cẩn thận bị boss miễu sát rồi. Yoka, tôi 300 điểm tinh thần lực vì sao nổ không chết anh? Thế nào? Tôi không chết cậu đó khó chịu sao? Ai nói chết rồi cậu ta sống lại? Đúng rồi, cậu đã giết Tương Đông đó, cô ta nổ ra cho cậu đồ gì? Ê, tôi không thích âm thanh nhọt nhở giết cô ta hình như vẫn còn sống. Các ngươi đánh ta đâu quá đi. Chúc mừng các ngươi sẽ được thưởng thức vẻ đẹp chân chính của ta. Đẳng cấp level 15. Điểm sinh mệnh 2000/2000. Sức mạnh 130, phòng ngự 80, nhanh nhẹn 100, kỹ năng kịch độc chi triết, lược hành cuồng bạo. Đây mới là gương mặt thật của cô ta sao, thuộc tính trở nên mạnh quá. Dương hướng địch, mau lên. Cho cô ta thêm một đợt địa bảo thuật. Không được, ở Dương ca, thuộc tính tinh thần của tôi đã trở thành 48 điểm rồi. Thuộc tính tinh thần mà thiêu đốt mở vang lại hình như không phải vĩnh viễn. Cảnh cáo. Bớt vẫn độc quật đi, bị sức mạnh, không biết cường hóa. Sự chiến đấu của sinh vật này đã vượt ra khỏi độ khó của tân thủ, người chơi vui lầm rời khỏi phá bản lập tức. Cảnh báo, người chơi vui lầm lập tức rời khỏi phá bản. Rời khỏi, vậy phá bản chiến thuộc của chúng ta thì làm sao? Yoka, mau chạy đi, đừng phải quay vào khủng bố như này, cái thở thốt bận cũng đã không tồi rồi, anh còn quan tâm nhiệm vụ à? Trải qua tính toán, sau khi 5 người chơi chưa giết chết boss vạn độc vực, vui lòng rời khỏi phá bản, sau đó mở lại phá bản chiến thuật. Đùa cái gì chứ? Hiệu trưởng cơ Bình Dương đặc biệt dẫn dò ta phải vượt qua phá bản chiến thuật. Bất cả ngươi là thứ gì dung hợp hôm nay cũng phải chết cho ta. Rất tốt. Nhân loại đã ghét tỏ công ty ngươi còn có thể làm bị thương đến cơ cổ cơ thể này. Hôm nay ta phải chém sống ngươi. Trừ 196, rất nhiều. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Về sao hắn vẫn chưa chết? Hạng mơ cấp 8, giả tượng của hắn sao có thể cao hơn mình? Rốt cuộc mình là boss hay là hắn là boss? Sức mạnh của hắn rốt cuộc bao nhiêu? Một pháp sư có thể có sức mạnh như vậy? Đợi đã. Lẽ nào ngươi cũng là người của Bạch Trạch? Nhất định là như vậy. Chỉ có Bạch Trạch mới có thể tạo ra cái loại quái vật như Kiều Du. Dù sao mình cũng là được Bạch Trạch chế tạo ra. Cái gì? Bạch Trạch Hắc Trạch? Lão tử là Kiều Du. Kiều Du, lẽ nào là vị đại nhân đó? Vậy vì sao muốn giết ta? Vì sao?
Kiểm tra thấy người cho Kiều Du thông qua giải quyết tay đôi, khen thưởng 15 đi, thưởng tính tự do kinh nghiệm cộng 75. Chúc mừng người cho thân cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại là 590, khen thưởng 5 điểm thuộc tính tự do. Phát hiện thấy người chơi Kiều Du giải quyết bằng cách đánh giáp lá cà, thưởng 15 điểm thuộc tính tự do kinh nghiệm cộng 75. Chúc mừng người chơi thân cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện giờ là 590, thưởng 5 điểm thuộc tính tự do. Sự bất thường ở trong phó bản, hắn vẫn trộm để giải quyết, đang tính phóng lộn nữa. Chúc mừng 5 người chơi thành công vượt qua pháp vẫn dành riêng cho pháp sư. Hệ thống đang đánh giá mức độ hoàn thành của người chơi. Hoàn thành đánh giá: cấp bậc của người chơi Long Thượng cấp F, cấp bậc của người chơi Phương Tầm cấp E, cấp bậc của người chơi Phương Viên cấp E, cấp bậc của người chơi Dương Hướng Địch cấp A. Vượt qua rồi sao? Cấp bậc của người chơi Kiều Du cấp S. Hệ thống sẽ dựa vào đánh giá cấp bậc của người chơi đã phát phần thưởng. Phần thưởng cấp S dành cho người chơi Kiều Du: kinh nghiệm cộng 100, điểm thuộc tính tự do cộng 10, sách kỹ năng cấp A, cánh cửa ARC. Chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại là 15% trên 1.000, thưởng 5 điểm thuộc tính tự do. Level 10 rồi. Sau khi tiến vào sơ cấp mới, có thể xem là một người chơi có thể tự mình bảo vệ bản thân trong Outer World. Trong hồn hệt có gì thế? Ở giáp nhận điện, nhận điên, cấp bậc cấp B, hiệu quả tăng thêm cho người chơi 800 điểm giá trị sinh mệnh, hạn chế nghề nghiệp, không hạn chế cấp bậc sơ cấp level 11. Do giáp này quả là rất phù hợp với kỹ năng hơi ước toàn lực của mình. Rubik thần bí. Một khối Rubik một bị một sức mạnh nào đó bị phong ấn lại. Còn có một khối Rubik kỳ lạ. Rubik thần bí đã nhận chủ, ràng buộc với ký chủ kích hoạt Rubik thần bí. Ký chủ nhận được năng lực phát hiện thuộc tính nhân vật trên lệch trong 10 cấp bậc. Năng lực chờ mở khối chưa rõ. Khối Rubik này đột nhiên tự động ràng buộc với mình, nó hơn nữa còn có năng lực chờ mở khối. Chỉ riêng năng lực này đã rất bất lợi, bất hại rồi. Rất lợi hại rồi. Chúc mừng 5 người chơi hoàn thành phó bản hang vạn độc. Đây là phần thưởng thơm. Tôi sẽ nâng cao 20% tinh thần của các bạn. Vãi, Yuka, phần thưởng này tuyệt quá đi mất. Tăng thêm 20% đó. Đúng, đúng, đúng. Tinh thần bằng không. Tăng 20%. Không phải vẫn bằng không sao? Phần thưởng này đối với mình mà nói chẳng có ích lợi gì cả. Kiều Du, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua phá bản này. Không có gì, hẹn gặp lại mọi người sau. Dư hướng địch. Kiều Du, cái cậu định ứng tuyển vào trường đại học nào vậy? Chúng tôi được tuyển thẳng vào Kinh Đô rồi. Kinh Đô, tôi nhất định cũng sẽ đăng ký ứng tuyển đại học Kinh Đô. Họ tên Kiều Du, cảnh giới học ngờ level 10, sức mạnh 202, kỳ lực loạn thần S2, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9, tinh thần 0, giá trị pháp lực 500 trên 500, giá trị sinh mệnh 2120 trên 2120 cộng 2020, điểm kinh nghiệm 15 trên 1000. Thiên phú, tấm lòng dũng cảm của pháp sư cấp bậc không rõ. Kỹ năng, cú đánh ra kỳ tích cấp A, khứ ước toàn lực cấp A, trang bị nhẫn vua khô lâu cấp sơ, sách kỹ năng thuật triệu hồi khô lâu cấp F, điểu linh thuật cấp B, cánh cửa ARCE cấp A, nhãn học viện đệ tử. Gì cơ? Có cũng level 10 rồi. Phó bản giả quái dành riêng cho họ chiến sĩ nhiều hơn so với họ pháp sư, theo lý mà nói thì chiến sĩ chắc chắn thăng cấp nhanh hơn pháp sư. Kiều Du sao cái thở? So với chuyện này Kiều Du, cậu chắc chắn cậu ta là Dương Hướng Địch sao? Sao tôi cảm thấy khó mà tin nổi. Đúng đấy.
Sự thay đổi này quá là bất ngờ, cậu ấy bây giờ so với Mã Phi còn đẹp trai hơn. Nhìn thì cái tác giống gì, tôi phải mau chóng ăn thật nhiều đậm béo trở lại đi. Nếu không là tiếp theo vào Outward sẽ không có cảm giác an toàn. Đúng rồi, chúng ta đều đã được tuyển thẳng rồi. Kỳ thi Outward năm nay có cần tham gia nữa không nhỉ? Rồi ông khá tỏ tình. Ngày quan trọng nhất trong năm chính là ngày thi đại học. Thi đại học nghĩa là tiếp tục chọn lựa ra nhóm nhân tài. Đa số những học sinh được tuyển thẳng á cũng sẽ tham gia, bọn họ đều vì một mục tiêu thủ khoa đại học. Trở thành thủ khoa đại học không chỉ có được danh tiếng mà còn được thưởng một món đồ của cấp A. Tôi muốn tham gia. Tôi nhất định sẽ giành được vị trí số 1 của hội chiến sĩ. Tôi nghe bố tôi nói là phần thưởng năm nay không giống như cũ nữa. Lần này người đội thủ khoa sẽ nhận được đạo cụ cấp S. Năm nay lại là đạo cụ cấp S à? Thủ khoa đại học mình nhất định phải giành được. 7.438 là đứa nhóc này thật sao? Thằng đó cao nhất cũng chỉ là level 10, sao có thể đánh thắng chứ? 9.527, cỡ đi, bắt vừa rồi tra hỏi. Năng lực phát hiện thuộc tính nhân vật. Ai vậy? Hai người có chuyện gì sao? Cậu chính là Kiều Du đúng không? Họ tên 9527, ngành nghề thích khách, cảnh giới sơ cấp level 16, sức mạnh 95, phòng ngự 28, trách nhiệm 125, tinh thần 25. Họ tên 7438, ngành nghề thích khách, cảnh giới sơ cấp level 18, sức mạnh 105, phòng ngự 30, trách nhiệm 135, tinh thần 25. Pháp sư giết chết Tuân Đông ở hang vạn độc đó sao? Vì bối của một phó bản mà tìm đến tận cửa, lý nào bọn họ chính là Bạch Trạch mà Tuân Đông nói lúc đấy sao? Vậy mà Bạch Trạch không phải là một người mà là một tổ chức sao? Mà lúc đó mới tập trung xử lý quá đáng ra nên hỏi cho rõ ràng. Không phải, các anh nhận nhầm người rồi, tôi là Mã Phi. Mã Phi? Tôi đã nói là không thể nào rồi mà. Thật ngại quá, chúng tôi nhận nhầm người rồi. Có phải bị ngu không vậy? Cái tên này nói gì cũng tin à? Ra tay. Nếu hắn là pháp sư thì bắt vợ luôn. Thế khách là bố ruột của pháp sư, hắn không tránh né gì cả, quả nhiên là lừa chúng ta. Chỉ một đấm đã đánh cho 9527 bị thương nặng, chuyện này đến cả mình còn không làm được. Hơn nữa hắn bị hai người mình đánh trúng rồi mà nhìn vẫn bình thường. Phòng ngự này, sức mạnh này, xem ra hắn thật sự không phải là pháp sư. Ngươi vẫn còn muốn đánh sao? Không đánh không quen biết mà. Người anh em tên Mã Phi này, chúng tôi không hề có ác ý, nhận nhầm người rồi, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Vâng, chỉ là một thành viên nhỏ bé không đáng nhắc đến, xếp hạng 7438 ở trong tổ chức mà thôi. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Thích khách cấp 18 mà thực lực ở trong Bạch Trạch chỉ thấp sắp thứ hạng hơn 7.000 sao? Phải thả cho bọn họ quay về báo cáo, nếu không chắc chắn rất nhanh sẽ có cuộc trả thù lớn hơn. Vậy chúc hai người sớm tìm được người tên Kiều Du đó, có gì mà cậu Mã Phi tôi có cần giúp đỡ thì cứ nói thoải mái. Không, không cần đâu. Bà trời, thần thú trong truyền thuyết toàn thân trắng như tuyết, trên đầu có hai chiếc sừng hình dáng như sư tử, tứ chi có hổ văn. Bạch Trạch biết tên, hình dáng và pháp lực ngũ ở trường của tất cả quỷ quái trong thiên hạ, cho nên từ lâu đã được xem là thần thú trục quỷ và đem điền lành đến. Bạch Trạch này rốt cuộc là tổ chức như nào? Không ra được á, một chút tin tức gì cả. Thân phận sắp muộn về cũng bị bại lộ, xem ra không thể tiếp tục ở lại đây rồi. Với thực lực hiện tại của mình thì hoàn toàn không phải là đối thủ của một tổ chức thần bí lớn mạnh như Bạch Trạch. Cách duy nhất là tham gia kỳ thi đại học, dù là tổ chức như Bạch Trạch cũng sẽ không dám ra tay với thí sinh tham gia kỳ thi đại học, đây là tội ác cả thiên hạ.
Sau đó đến đại học Kinh Đô là an toàn rồi. Hiệu trưởng Cơ Bình Dương chính là kiếm tu số 1 của Âu Thục Quốc, được mệnh danh là kiếm thần Bình Dương. Nếu đại học Kinh Đô không an toàn thì trên đời này không có nơi nào là an toàn cả. Khổ được biết rơi trong hang vạn độc này là thứ gì vậy? Lẽ nào chính là điểm đặc biệt của pháp bản cá nhân? Đây là thứ bố mẹ đã lại cho mình sao? Nhưng sao bố mẹ biết mình sẽ thông qua pháp bản này và làm sao có thể để lại đồ ở bên trong pháp bản? Tượng Đông, Bạch Trạch, bố, mẹ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?